Chúa cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy Đức Giêsu đang nói thì có một ông Pharisee mời người đến nhà dùng bữa. Tới nơi người liền vào bàn ăn. Thấy vậy ông Pharisee lấy làm lạ vì người không rửa tay trước khi ăn. Nhưng Chúa nói với ông ấy rằng: Này nhóm Pharisee, các ngươi bên ngoài chén đĩa thì các ngươi rửa sạch, nhưng bên trong thì các ngươi đầy những chuyện cướp bóc gian tà. Thật là ngốc, đấng làm ra cái bên ngoài lại đã không làm ra cái bên trong sao? Tốt hơn hãy bố thí những gì ở bên trong thì bấy giờ mọi sự sẽ trở nên trong sạch cho các người. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, lạy khen Chúa. Trong hai bài đọc ngày hôm nay thì nói cho chúng ta biết cái tầm quan trọng của những cái gì ở bên trong và cái đức tin. Chúng ta đã bắt đầu đọc cái thư của Thánh Phaolô gửi tín hữu Galat. Và đây là một cái bức thư đó là rất là khó hiểu, cùng với lại cái thư Roma của Thánh Phaolô. Và cái căn bản đó là nếu chúng ta đã nắm được thì chúng ta sẽ hiểu cái thư này. Đó là người ta mà nên công chính là bởi cái gì? Người Do Thái thì họ sẽ trả lời đó là nên công chính bởi lề luật. Lề luật ở đây đó có thể nói là lề luật của Thiên Chúa ban cho ông Môsê trong cái giao ước thứ nhất. Nhưng mà Thánh Phaolô có cái kinh nghiệm cho nên là Ngài trả lời rất là rõ ràng. Người ta nên công chính không phải vì bởi cắt bì. Đối với người Do Thái, cái việc cắt bì là cái việc quan trọng. Cho nên những cái người nào mà dân ngoài cũng vậy, khi mà vào trong đạo của Thiên Chúa, đạo Kitô giáo là phải cắt bì. Thì Thánh Phaolô đã là đưa ra một cái biện luận rất là rõ ràng, là nếu mà anh mà cắt bì, có nghĩa là anh phải giữ tất cả các cái lề luật. Lề luật đó là được quan trọng đối với người Do Thái. Nhưng mà nếu mà anh mà giữ cắt bì mà anh không giữ lề luật thì anh sẽ không có được nên công chính. Là bởi vì sao? Là bởi vì tất cả mọi người đó, người Do Thái đó, họ đều phạm tội cả. Cắt bì hay không cắt bì đối với Thánh Phaolô nó không có nghĩa gì cả. Nhưng mà đối với người Do Thái, anh mà cắt bì là anh phải giữ trọn vẹn tất cả lề luật. Nhưng mà không có ai mà giữ trọn vẹn hết lề luật cả, ai cũng phạm tội cả. Vì vậy cho nên là phải có một cái cách khác, không phải là cái cách cắt bì. Đó là cái niềm tin vào Chúa Giêsu Kitô đấy. Bởi vì anh phạm tội cho nên anh mới cần đến cái đấng này. Đấng này là cái đấng mà sẽ lấy đi tội cho anh. Và vì vậy đó là làm cho anh được trở nên công chính. Cho nên cái câu kết ở trong thư Galat chúng ta nghe ngày hôm nay đó là: Chúng tôi thì nhờ thần khí và dựa vào đức tin mà vững lòng chờ đợi được nên công chính như chúng tôi hy vọng. Quả thật trong Đức Kitô Giêsu, cắt bì hay không cắt bì đều không có giá trị. Chỉ có đức tin hành động nhờ đức ái. Rõ ràng đó là cái việc mà giữ luật, bởi vì không ai giữ được cả. Cho nên cần là đến một cái giao ước mới. Và cái giao ước mới là đạo giao ước đặt trên, đó là cái máu của Chúa Giêsu Kitô đổ ra. Và vì vậy cho nên là con người mới được cứu độ. Cho nên chúng ta nghe là khởi đầu thư đó là Thánh Phaolô rất là nặng. Nói nặng với lại cái cộng đoàn Galat là những cái người, các anh điên rồi à? Các anh đã được đó là chịu đức tin rồi, bây giờ các anh lại là vướng phải lề luật, để rồi các anh phải giữ tất cả những thứ mà lề luật đòi hỏi.
Chúng ta đi qua cái phúc âm của Thánh Luca, chúng ta thấy là cái tư tưởng nó cũng giống giống như thế vậy. Là khi mà Chúa Giêsu vào nhà để mà trước khi ăn thì mấy người biệt phái họ bảo rằng tại sao mà ông không rửa tay trước khi ông ăn. Chúng ta thấy là người Do Thái nó không phải là chỉ là rửa tay là vệ sinh đâu. Nhưng mà rửa tay đây là còn đã là việc giữ lề luật. Tại vì trong cái lề luật của người Do Thái có cái việc rửa tay trước khi ăn. Cho nên họ bảo đó là Chúa Giêsu không có giữ lề luật. Thì Chúa Giêsu nói cho họ ngay là các người biệt phái của các anh đó là cứ quan sát để mà bắt bớ người ta đó là vì không có chu toàn lề luật. Nhưng mà trong lòng của các anh đó thì biết bao nhiêu là những cái mà âm mưu để mà hại người khác. Thế nên cách tốt hơn đó là đây có cái câu mà nó hơi khó dịch là hãy cho đi, hãy cho đi những cái gì ở trong lòng các anh thì lúc đó đó là các anh sẽ được đó là trong sạch. Cái âm mưu đó là cái mà Thiên Chúa biết hết, cả Chúa biết cả cái bên ngoài cái bên trong, chứ không phải là các anh cứ thấy mà đó là dựa vào những cái bên ngoài lề luật như thế vậy là Chúa không biết đâu. Nên cái lề luật đó, nhiều khi đó là nhiều người bảo rằng nếu mà như thế vậy thì chúng ta không cần giữ những cái lề luật gì mà ở trong đạo nữa. Hạ như luật của Môi-se, đó là từ Chúa ban, đó là nó tốt lành biết bao nhiêu. Nhưng mà bây giờ đó là Thánh Phaolô cũng như là Chúa Giêsu nói là cái lề luật như, mà nó xấu xa như vậy thì có nghĩa là không cần phải có lề luật nữa. Và chúng ta nhớ là Thánh Phaolô với lại Chúa Giêsu đã nói không phải là lề luật nó không quan trọng, nhưng mà lề luật nó chỉ là giống như là cái người báo cho chúng ta biết đó là cái gì xấu, cái gì tốt để cho chúng ta đừng làm. Nhưng mà nếu mà chúng ta tiếp tục chúng ta đọc thư Roma đó thì chúng ta sẽ thấy rằng không phải đó là cái luật ở trong cái ước đấy, nhưng mà bây giờ đó là một cái luật mới. Và cái luật này đó là Chúa Thánh Thần, là cái người mà Chúa Cha gửi tới cho chúng ta. Và Chúa Thánh Thần là cái người sẽ nhắc nhở cho chúng ta đó là biết tất cả những gì mà cần phải giữ. Nên cái luật mới bao giờ nó cũng là cái luật mà hoàn hảo hơn là cái luật cũ. Ngày hôm qua trong bàn ăn đó thì cha Tuyên có đưa ra một cái câu để hỏi anh em. Đó là người ta lên công chính nhờ cái gì vậy cha Tiên? Thì tôi trả lời ngay đó là công chính là nhờ đức tin. Nhưng mà cụ cố đó là hỏi và cố gắng mà thuyết phục tất cả mọi người đó là người ta cùng lên công chính nhờ đức ái. Tôi bảo không phải như vậy cha, tại vì theo cái mà thứ tự thời gian đó, thì cái đức tin nó phải đến trước đức ái. Chúng ta phải biết cái người đó là ai trước khi mà chúng ta yêu mến cái người đó. Cho nên cái đức tin là nó sẽ đi đầu. Nhưng mà nếu mà hỏi cho câu hỏi đó là trong ba cái nhân đức đối thần thì cái nhân đức nào là cái nhân đức quan trọng, thì cái lúc đó đó là cái đức bác ái. Tại vì cái đức bác ái đó nó đến sau nhưng mà nó hoàn hảo hơn. Và chính Thánh Phaolô ở trong thư Côrintô ngài cũng nói đức tin, đức cậy, đức ái đều quan trọng, nhưng mà quan trọng hơn cả đó là đức bác ái. Bởi vì đức bác ái đó là nó đến sau cùng, và ở trên thiên đàng thì chúng ta không có cần phải tin nữa, là bởi vì chúng ta đã thấy Chúa nhãn tiền. Chúng ta cũng không có cần phải hy vọng, là bởi vì chúng ta đã đạt được cái phúc mà phúc kiến, mà chúng ta đã nhìn thấy Chúa, đã được tất cả những cái gì mà Chúa hứa. Nhưng mà còn đức bác ái là nó sẽ tồn tại. Chúng ta đã yêu mến Chúa, yêu mến tha nhân như thế nào thì chúng ta cũng sẽ là tiếp tục với cái đức bác ái đó. Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Amen. Ngài sai tôi. Oh.